Chào mừng quý vị đã trở lại với chương trình Nói chuyện cải lương với Linh Huyền trên kênh Linh Huyền Media vào thứ bảy hàng tuần. Quý vị thân mến, như lần trước thì chúng ta đã trao đổi với nhau về cái mốc son ngày 16 tháng 11 năm 1918, đêm diễn đầu tiên về cải lương sơ khai tại nhà hát Tây, để mà minh chứng cho cái mốc son đó là đúng, là cải lương sơ khai đã ra đời vào đêm đó. Thì một năm sau khi mà cái sự kiện mà cái vở Pháp Việt Nhất Gia được biểu diễn tại nhà hát Tây, thì năm sau lúc mà có dịp đi qua và nghỉ lại Sài Gòn, thì nhà thơ Đặng Thúc Liên đã có một cái bài gợi nhớ về cái đêm mà được xem cái vở Pháp Việt Nhất Gia đó. Thì bài thơ cụ viết như thế này: năm ngoái đêm này hát rạp Tây, năm nay hiu quạnh nghĩ buồn thay, bổn tuồng Pháp Việt còn roi dấu, bạn kép cầm ca đã lạc bầy. Dịp tốt khiến nên nhiều sự lạ, lòng thành vẫn có mấy ai hay. Xin đừng bỡn trợn chào nhân cũ, mở mắt nghìn thu cuộc hát này. Cái bài thơ này như là một cái điều chứng minh rằng là cái vở mà Pháp Việt Nhất Gia đó đã được ra đời vào cái đêm 16 tháng 11 năm 1918. Thì nói như vậy để chúng ta quay trở lại là như trước đây là chúng ta đã trò chuyện với nhau, thì nếu như cải lương ra đời vào đêm này thì tại sao cụ Vương Hồng Sển lại nói rằng là khi nói về sự hình thành của cải lương và sự ra đời của cải lương thì nên tầm tra vào giữa năm 18, 19 và đến chót năm 22 là chót. Thì thế thì nói về vấn đề mà hình thành cải lương cũng như là chúng ta đã nói chuyện với nhau qua mấy bài trước, thì từ đàn ca tài tử phát triển lên là ca ra bộ xong rồi mới tới là cải lương sơ khai. Thế thì theo lời của cụ Vương Hồng Sển, và cụ là một vị rất là dí dỏm, cho nên là cụ có ví cái bộ môn cải lương của chúng ta như thế này. Thì theo cụ, vào từ năm 1909 tới năm 1915, tức là cái phôi thai của cải lương được hình thành. Rồi từ năm 1915 tới năm 1917 là bắt đầu là cái trứng cải lương biến thành nhộng. Rồi từ 17-18, từ cái đêm hát đó thì nhộng đã biến thành tầm. Nhưng mà tầm ở giai đoạn này lại chưa có kéo tơ một cách nhuần nhuyễn và mượt mà. Cho nên đó là cụ không nói là cái đêm biểu diễn tại Rạp Tây đó là cái đêm nhất định là ra đời của cải lương, mà đó chỉ là cái thời gian mà nhộng đã biến thành tầm và tầm đã bắt đầu biết kéo, nhưng kéo chưa mượt mà. Thế thì theo cụ là tới tầm chót năm 1922 là lúc đó tầm đã bắt đầu biết kéo những sợi tơ ống mượt để mà phục vụ cho đời. Cho nên là từ cái việc này chúng ta cũng liên tưởng lại là quý vị cũng thấy là tại sao nhân gian lại ví những người nghệ sĩ là những con tầm nhã tơ. Chắc cũng là từ cái chuyện dí dỏm này của cụ Vương Hồng Sển. Tóm tắt lại thì cải lương ra đời là đến chót năm 1922. Thì cũng ngược lại dòng lịch sử thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là từ năm
1917 khi ra đời cái bài Dạ Cổ Hoài Lang của bác Sáu Lầu cho tới dài cho tới năm 1000 giữa giữa của năm 1926 đến năm 1931 đó là cái bài Giọng Cổ 32 nhịp mới bắt đầu thực thụ là trở nên phổ biến và không còn phải phải cải biên hay là chỉnh sửa gì nữa. Mặc dù sau đó thì Linh Huyền cũng có nghe là nhịp giọng cổ 132, 32 xong 64, 64 rồi 124, nhưng mà chắc là do nhiều quá cho nên là nghệ nhân ông bà xưa của mình chỉ cắt lại ở cái giai đoạn là giọng cổ từ cái đoạn mà 32 nhịp thôi. Thì lần trước chúng ta đã trao đổi với nhau thì quý vị cũng đã biết rồi, thì sách cũng đã có để lại là từ năm 1917 khi mà ra đời cái bản Dạ Cổ Hoài Lang của bác Sáu Lầu. Tơ là tơ phú tướng, bảo kim sắc phong lên đàn, vào ra luôn trong tinh nhàn, năm canh mơ màng. Em luôn trong tình chàng, ôi gan vàng quặn đau. Thì tiến tới là nhạc sĩ Tư Chơi, tức là Quỳnh Thủ Trung đã biến tấu trở nên nhịp tư, thì cái bài mà nổi tiếng là Khúc Quan Vô Lượng á. Ta ra ra đêm nào ngọn đèn khuya, mẹ đây trong chờ trắng đìa cắm. Chàng ôi nếu có gặp nhau, quả chỉ trong giấc mộng huỳnh lương sang. Rồi xong rồi tới nhạc sĩ từ nhịp tư phát triển lên nhịp tám là nhạc sĩ Lưu Hoài Nghĩa, tức là Năm Nghĩa. Cái bài nổi tiếng là bài Dân Dẫn Tiếng Chuông Chùa. Dân dân tiếng chuông chùa, xa đưa dòng công phu, từ xa của đoàn xưa dài. Tì, tì, tì. Ba tiếng chuông ngân, dòng chuông thất tình vừa như khiêu gợi nỗi bi tình trong cõi trần ai. Rồi từ nhịp mà nhịp 8 lên 16 thì không ghi rõ tác giả, nhưng theo lời của các cụ để lại mà tiêu biểu là cụ Sáu Lầu thì nói là cái công của nhạc sĩ Mộng Vân và Trịnh Thiên Tư là phát triển từ 8 lên 16. An Phú Đông ơi còn đâu mấy độ xuân, về hàng dừa thơ mộng rủ tóc trên dòng nước trong xanh. Ta ta tây 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 công rồi xong là từ từ cái nhịp 16 này thì lên 32, thì cái bài giọng cổ nhịp 32 là cái công mà soạn nên biến tấu nên đó là nhạc sĩ Năm Nhỏ, tức là Trần Tấn Hưng. Thì sau đó là bài giọng cổ 32 nhịp phát triển rất là mạnh. Thì những cái bài xưa nhất thì theo như cái thế hệ của Linh Huyền được học á, là những cái bài của soạn giả Hoàng Khâm á. Rồi trước đó nữa là những cái bài như là Mẫn Tử Khiên, rồi là Đội Gạo, rồi những cái tích mà rất là xưa. Thì những cái bài mà Linh Huyền hay được thầy Úc Trong dạy cho hát
là ngày xưa mà hát có không phải như bây giờ là chỉ 1, 2 rồi 5, 6 đâu, hoặc là 1, 2, 6 như bây giờ. Mà hát ngày xưa hát là hát luôn từ câu 1 tới câu 6. À, có khi á, là tác giả cho nghỉ ở giữa chừng là nói lối rồi vô câu 1, ca dứt câu 3 rồi xong rồi ngưng, ngưng trở lại lối lại hay là một cái bài nhỏ gì đó. Nhưng mà cái thời xưa đó thì chưa có bài nhỏ, chưa có ép bài nhỏ vô. Chỉ có nói lối xong rồi tới ca câu 5, câu 4, câu 5, câu 6 liên tục như vậy. Thì về sau này Huyền sẽ từ từ giới thiệu đến cho quý vị những cái bài giọng cổ mà 6 câu á, xưa thật là xưa mà bây giờ ít có ở trên cái phương tiện truyền thông đại chúng. Ví dụ như Linh Huyền nhớ cái bài mà bây giờ ít thấy ai hát là cái bài của soạn giả Hoàng Khâm, bài Đêm nay thêm một đêm buồn, lòng ta thổn thức tràn tuôn lệ sầu, chuông chiều đã tắt từ lâu, sao như còn đọng giữa bầu không gian. Âm vang tiếng chuông buồn chiều lắng, còn vắng đưa trong gió thoảng, như tâm sự thương đau ngày cũ, còn dậy lòng sư nữ trong đêm giăng cánh tàn. Đó, rất là xưa. Rồi những cái bài của thầy Diễn Châu cũng rất là hay, ví dụ như là bài Nắng chiều quê ngoại á, lâu lắm rồi mình cũng không thấy có nhiều nghệ sĩ bây giờ hát. Thì lần lượt chúng ta sẽ từ từ giới thiệu lại những cái tác phẩm xưa thật là xưa. À, thì như quý vị vừa 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 cùng Linh Huyền trao đổi trò chuyện với nhau, như vậy là chúng ta đã có cái thời kỳ mà cải lương bắt đầu mà biến mình. Như quý vị cũng đã biết, mình đọc sách xưa thì mình thấy là cái nội tình lúc bấy giờ khi mà có những cái biến cố về lịch sử cũng như là nó ảnh hưởng tới cái mặt trận văn hóa. Thì vào cái đêm mà hát cái vở Gia Lâm Tổ Quốc, tức là Pháp Việt Nhất Gia đó đó, thì không Linh Huyền không không đọc được những cái thông điệp sau đó là tiếp theo nó là vở gì dựa trên cái đêm sự kiện đêm đó. Nhưng mà theo cái bài thơ của cụ Đặng Thúc Liên vừa rồi Linh Huyền có đọc cùng với quý vị á, thì nếu chúng ta phân tích từ cái bài thơ này thì sẽ thấy là nó buồn buồn. Tức là không hiểu vì sao mà cụ lại nói là lòng thành vẫn có mấy ai hay, xin đừng bỡn trợn chào nhưng cũ. Chào nhưng cũ ở đây là NHURR, nhưng tức là cái nhưng cái nhị. Thì theo Linh Huyền tưởng tượng chắc là có nhiều cái gièm pha đẹp đàm tiếu rồi, cho nên là mới mới cái phong trào hát đó nó không còn liên tục nữa sau cái đêm diễn đó. Thì cụ Đặng Đặng Thúc Liên có nhắn nhủ câu cuối cùng là xin đừng bỡn trợn chào nhân cũ, mở mắt ngàn thu cuộc hát này. Tức là tất cả đây là cái nhân để mà sẽ phát triển về sau, cho nên là cho bất luận là thời gian như thế nào, khi chúng ta nói về cải lương thì hãy nói về cái đêm diễn này. Đó, đó là theo cái suy nghĩ của Linh Huyền về cái đêm đó. Thì bây giờ chúng ta cùng ngẫm lại là vì sao nó có những cái buồn buồn như vậy. Thì chắc có lẽ là vào cái thời gian đó, lúc bấy giờ cái nghệ thuật ở Việt Nam chúng ta đó là thịnh hành là cái bộ môn hát bội. Thì như quý vị cũng đã biết là hát bội là một bộ môn hết sức là truyền thống
mà đặc sệt cái văn hóa của Việt Nam. Thì khi mà nói về hát bội á, thì là rất là cổ kính và gọi là đặc sệt cái giọng của người Việt Nam chúng ta. Còn cải lương là một cái dấu hiệu tân tiến, tức là thổi những cái làn gió mới từ văn hóa bên ngoài đưa vào. Cho nên là nó không còn nguyên thủy, gọi là original của Việt Nam. Cho nên là chắc có lẽ từ đây cũng có diễn ra những cái cuộc xung đột trong nội bộ. Thì Linh Huyền tưởng tượng vậy thôi. Bởi vì cái đêm mà Pháp Việt nhất gia đó đó được ra đời thì các cụ không dùng hát bội hoặc là không dùng từ cải lương như bây giờ, mà dường như là dùng cái từ là hát bộ. Mà hát bộ không phải là các cụ có ý là chuyển cái danh từ hát bội sang hát bộ, mà là các cụ chỉ nghĩ rằng là cải cách những cái, coi như là cắt tỉa những cái rườm rà nặng nề của cái hát bội để mà thổi vô cái làn gió tân tiến để làm cho nó nhẹ nhàng hơn trong cái vở diễn Pháp Việt nhất gia này. Cho nên các cụ mới sáng kiến ra cái từ là hát bộ, tức là vừa hát vừa ra bộ, chứ không phải có ý là sửa cái danh từ hát bội thành hát bộ. Đó, cho nên là sau đó thì có những cái bài viết, nhiều khi rồi tác giả của những bài viết đó không có nói chung là dùng không có chính xác cái từ á, rồi đem nó xảy ra cái việc là có cái việc tranh luận rồi đổ lỗi cho nhau về cái việc là sửa tên hát bội hay hát bộ. Chính từ chỗ đó Linh Huyền nhìn thấy cái điểm đó, cho nên chắc có lẽ vì như vậy mà nội bộ các cụ cũng dư luận bắt đầu bàn tán xôn xao về cái chuyện là đã cụ nghinh tân hoặc là thủ cụ bài tân. Đó, cho nên là Linh Huyền nghĩ là cải lương là cái dạng giống như là đã cụ nghinh tân, còn hát bội là thủ cụ bài tân. Cho nên là hai cái chính kiến này coi như là bắt đầu xung đột, cho nên có những cái nét buồn ở đây. Nhưng đó là cái chuyện nội bộ. Nhưng về phát triển của cải lương thì cải lương vẫn như thế mà phát triển. Thì theo như những cái tài liệu mà để lại thì Linh Huyền thấy cái giai đoạn từ năm 1926 cho tới năm 1938-40 là cải lương phát triển rất là mạnh. Bây giờ chúng ta sẽ hẹn lại tập sau, Linh Huyền sẽ nói tiếp về cái giai đoạn mà các đoàn hát phát triển như thế nào và đoàn nào hát thể loại gì và nó ra làm sao. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Nói chuyện cải lương của Linh Huyền vào thứ bảy hàng tuần trên kênh Linh Huyền Media. Quý vị thân mến, rất là vui được cùng với quý vị mỗi tuần như vậy. Thì Linh Huyền cảm thấy như là mình có được một cái tình cảm và có những cái sự chờ đợi từ quý vị để chúng ta được trò chuyện với nhau, ôn lại những cái giá trị văn hóa mà ông cha chúng ta đã để lại. Xin cảm ơn rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại.